Thân mến, chào các em. Tuần trước thầy và trò chúng ta đã học đến chương 2, biến ngẫu nhiên. Trong đó thầy đã đề cập đến những khái niệm về hàm mật độ và hàm phân phối. Và ta cũng đã phân biệt thế nào là biến ngẫu nhiên rời rạc và biến ngẫu nhiên liên tục. Hôm nay chúng ta sẽ học đến phần kế tiếp, đó là các đặc trưng số của biến ngẫu nhiên. Trước khi qua bài này, thầy ôn lại bài hôm trước. Cái ví dụ số 2 bài hôm trước, thầy cho như vậy: cho biến ngẫu nhiên rời rạc, luật phân phối xác suất được cho theo cái bảng trên. Bảng này là x có 4 giá trị các em, 0, 1, 2, 3. Và cái xác suất của nó thì tương ứng với 0 thì là 2/42, 1 là tương ứng với xác suất là 15/42, 2 là tương ứng với 20/42, 3 là tương ứng với xác suất là 5/42. Và các em thấy đây là cái bảng phân phối xác suất. Và cái hệ sau này chính là cái hệ gì các em? Hệ xác suất đầy đủ đây. Bây giờ vấn đề là ta muốn tìm cái median và cái mốt của cái bảng này là gì? Cái median của nó là, các em định nghĩa là cái gì? Các em nhớ cái định nghĩa không? Median chính là cái giá trị x làm sao phân chia cách tương đối hai bên đều nhau, hai bên cái xác suất đều nhau tương đối đối với cái biến rời rạc, biến ngẫu nhiên rời rạc. Thì ta demo làm sao mà ta cảm thấy là cái giá trị ở đây á, nó chắc chắn là nó chỉ nằm ở vị trí 1 hoặc 2 thôi, cái median của nó, đúng không các em? Giờ ta xem, nếu mà 1 nhá, nếu mà cái số 1 á, median là số 1 thì ta phải bỏ cái 15/42 đi. Vậy bên trái của ta là 2/42, còn bên phải của ta là 25/42. Và như vậy nó rất là lệch. Bây giờ ta sang đến giá trị 2 thử xem giá. Giá trị 2 thì ta thấy bên trái của ta là 17/42, ở đây là 5/42, tương đối tốt hơn là cái vị trí 1. Chính vì thế mà cái median của x nó bằng cái số 2, thì đóng khung số 2 đấy. Còn tất nhiên cái mốt của cái biến ngẫu nhiên này là gì các em? Mốt là gì các em nhớ không nào? Mốt chính là xác suất lớn nhất. Và như vậy đây, xác suất lớn nhất chắc chắn là 20/42. Và như vậy nó tương ứng với số 2. Như vậy ta có mốt của x này bằng 2. Đấy. Như vậy là ta ôn lại bài học hôm trước bằng một cái ví dụ 2 này nhá. Bây giờ ta sang đúng với đề tài của ta hôm nay. Ta sẽ định nghĩa các đặc trưng số, trong đó có các đặc trưng về kỳ vọng toán, phương sai, kỳ vọng và phương sai. Thực ra thì các đặc trưng số nó còn nhiều các đặc trưng khác, nhưng hai cái đặc trưng kỳ vọng toán và phương sai mấy em phải tuyệt đối nhớ, phải dùng chữ tuyệt đối, nghĩa là phải nhớ hoài. Còn các định nghĩa khác về các đặc trưng số có thể lâu lâu ta sẽ gặp, và lúc đó thầy sẽ nhắc lại cái định nghĩa. Còn hai cái định nghĩa kỳ vọng toán và phương sai là mấy em phải tuyệt đối nhớ. Bây giờ mấy em nhìn lên màn hình, kỳ vọng toán thì được định nghĩa hôm trước thầy cũng đã nói, kỳ vọng toán chính là định nghĩa là Ex hay là x gạch cho em ạ, x gạch ngang như vậy nhá. Mx và mx, tức là bốn cái ký hiệu này là giống nhau. Cái Ex thì hiện nay người ta dùng nhiều, E là chính là cái tắc của tiếng Anh là expectation, tức là sự mong đợi, sự mong đợi về lâu về dài. Cái x nó sẽ là gì? Còn ở đây chữ M có nghĩa là mean, tiếng Anh gọi là mean các em ạ. Mean x có nghĩa là giá trị trung bình của x. Thì cái này nó mang cái ý nghĩa có vẻ như toán học nhiều hơn, đúng không? Nhưng mà
cái expectation này thường người ta dùng nhiều. Và trong những cái máy tính nhỏ, trong máy các máy tính nhỏ thì người ta dùng ít gạch, các em ít gạch có nghĩa là trung bình. Mà các ký hiệu toán trước đây thì nghĩ ở lớp trung học các em cũng dùng cái ký hiệu ít gạch, còn MUX người ta dùng trong thống kê nhiều hơn. Như vậy là định nghĩa nếu cho cái bảng phân phối xác suất mà rời rạc, đúng không? Đây là bảng phân phối xác suất rời rạc thì kỳ vọng được định nghĩa như sau. Kỳ vọng chính là giá trị x1 nhân với p1, xác suất p1, giá trị x2 nhân với xác suất p2 cộng vân vân đến xn nhân với pn. Có nghĩa là ta nhân, ta cộng tất tần tật những cái giá trị của x nhân với xác suất tương ứng của nó, cộng tất tần tật lại thì ta gọi cái đó là chính là kỳ vọng toán của x, hay người ta còn biết tắt mà nói tắt là kỳ vọng. Và như vậy đây là định nghĩa của biến ngẫu nhiên rời rạc. Đây, như vậy là cộng tất tần tật sigma y từ 1 cho đến n xi p của xi tương ứng nha. Và nếu x liên tục thì ta cũng định nghĩa tương tự giống như là cái biểu thức rời rạc các em ạ. Thay cái dấu sigma bằng dấu tích phân. Ở trên này mình cộng tất tần tật, cũng nghĩa là cộng cộng hết á, cộng hết tất cả các giá trị của x xuất hiện ở đây 1 cho đến n, thì ở liên tục là ta vét cạn các giá trị của x, tức là các giá trị của x có bao nhiêu là vét cạn hết, có nghĩa là lấy tích phân từ trừ vô cùng cho đến cộng vô cùng của giá trị x. Ở đây tương ứng với xi thì đây là x, đây là pxi thì đây là fxdx nhá. Ở đây là giá trị xác suất tại từng điểm, đúng không các em? Còn đây là hàm mật độ xác suất. Tại vì ở liên tục thì ta không có khái niệm về về xác suất tại một điểm. Tại vì ta biết xác suất tại một điểm đâu mà không. Cho nên ta chỉ có cái khái niệm là hàm mật độ tại cái điểm x vùng cận của nó, tức là fxdx, tức là cái diện tích của fx nhân với cái độ ngang của nó là dx, thì đó chính là cái hàm mật độ. Đấy. Mà ta nhớ như vậy nha, hai cái này là cơ bản nhất này các em. Đây là rời rạc và đây là cho liên tục. Đấy. Ta tiếp tục nha. Như vậy với một cái x mà nó là hàm của, làm một cái hàm của x cơ. X không phải là x nữa mà x là này là hàm của x, là phi x, tức là y ta sẽ đặt là biến ngẫu nhiên, là của hàm của biến ngẫu nhiên x. Đấy, thì giờ ta muốn tìm cái kỳ vọng của nó thì ei cũng bằng hai cái giá trị tương ứng của cái rời rạc ở trên các em ạ, và dưới là liên tục. Cái rời rạc thì ta biết rồi, cộng tất tần tật là sigma, giá trị của nó là phi xi, đúng không các em, nhân với xác suất là pi tương ứng với cái ở trên này đây nè, thì ở đây là xi thì đây là phi xi, giá trị của nó chỉ thay như vậy thôi. Còn tương ứng của cái x liên tục ở đây là phi x, là cái giá trị của giá trị x nhân với cái fx dx thì là vẫn không đổi nha. Nhưng ở đây là tương ứng của x thì đây là mình tương ứng với cái giá trị fx. Bây giờ ta sang cái định nghĩa phương sai. Thì nhắc lại mấy khái niệm này là mấy em có thể đọc bất kỳ sách giáo khoa nào, sách giáo khoa của thầy hoặc sách giáo khoa của một số các thầy khác, các giáo sư khác ở các trường không chuyên về toán. Ví dụ như đại học Bách Khoa, đại học Kinh tế nhé. Đại học Bách Khoa thì nó thiên về technology, về công nghệ, và đại học Kinh tế thiên về business, về thương mại. Thì thầy sẽ dựa vào cái chương trình của hai trường này thì chọn lại và thầy phát sóng ở trên trên đài, thì là do chương trình cả hai thì sẽ đề cập
Có lúc thì đề cập đến technology, có lúc thì bài toán thiên về business. Như vậy ở đây là thầy cũng chỉ nhắc lại những cái khái niệm thôi, mấy cái này thì nhắc lại thôi, còn sách giáo khoa mấy em phải đọc qua và học kỹ nha. Nhắc lại và ta ứng dụng nó, tập thí dụ ta ứng dụng nó. Đấy. Mời các em nhìn lên màn hình nào. Vậy là phương sai ta định nghĩa làm sao? Phương sai ta cũng thường ký hiệu là như vậy, cũng bốn bốn cái ký hiệu mà hiện nay sách giáo khoa hầu hết dùng. Đầu tiên là va va x, đây là variant đấy các em ạ. Variant tức là phương sai, phương sai. Đây là dx, dx cũng viết tắt của tiếng Anh là different, 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 sai mà, sai biệt, phương sai. Nhưng mà cái different này nó không nói lên cái variant này, nó nói lên nhiều hơn thì là người ta hiện nay người ta dùng ba, số sách vẫn còn dùng dx. Và hai ký hiệu này sigma bình x hay là sigma bình của x cũng vậy thôi. Hai cái ký hiệu xanh này thường người ta dùng cho trong gì, trong thống kê. Còn với xác suất thì người ta dùng hai ký hiệu này. Và được định nghĩa là gì? Được, phương sai của nó là được định nghĩa là e này. Như vậy chính là gì? Kỳ vọng của x trừ ex, x trừ ex bình phương. Đấy. Như vậy là kỳ vọng ở đây là giá trị này các em. Vậy ta nhân với xác suất là xong. Đấy. Nhớ là kỳ vọng là gì? Cộng tới tần tật giá trị nhân với xác suất, và giá trị của nó chính là cái này. X trừ ex, ex thì ký hiệu là mi. Mi là cái kỳ vọng của ex ở cái trang trước thì đã định nghĩa đúng không? Đấy thì là giá trị của nó chính là cái giá trị có bình phương nhân với vĩ. Và đây tại sao người ta gọi là phương sai các em? Phương là gì? Phương là bình phương đấy các em ạ. À. Và sai là sự sai biệt. Rồi. Nhá. Như vậy đây là sự sai biệt xy với trung bình của nó. Ta bình phương lên, sau đó ta nhân với xác suất, ta cộng tất tần tật lại tất cả những giá trị như thế. Như vậy là đây là gì các em? Định nghĩa rời rạc đấy, phải không? Định nghĩa rời rạc thì nó có mang cái dấu sigma nè, phải không? Bây giờ ta sang đến vấn đề liên tục. Liên tục định nghĩa như sau, cũng giống tương tự như vậy các em ạ. Tức là thay cái dấu sigma như thầy đã nói bằng dấu tích phân, vét tất tần tật, tức là cộng tất tần tật lại từ trừ vô cùng cho đến cộng vô cùng của cái giá trị x trừ mu bình nhân với, thay vì xác suất trong rời rạc là px thì đây là hàm mật độ của x nhé. Tiếp tục ta sẽ có một cái định lý, cái này là hoàn toàn cái xanh, hai cái xanh này là định nghĩa các em đúng không, định nghĩa từ cái rời rạc cái liên tục. Nhưng mà cái bang này ta có một cái định lý như thế, vậy muốn tính nhanh về phương sai của x thì các em cứ lấy kỳ vọng của x bình trừ bình phương của kỳ vọng, hay thầy thường đọc tắt là trung bình của bình phương, trung bình e vẫn là trung bình nha, trung bình của bình phương trừ bình phương trung bình, nó ngược lại nha, trung bình bình phương trừ bình phương trung bình. Ta có cái định lý như vậy, và định lý này xài rất nhiều các em nhớ nhé. Ta thường dùng cái này với rời rạc, người ta thường dùng cái bang định lý nhiều hơn là người ta dùng định nghĩa. Hai cái xanh ở trên này đó thì nhắc lại chỉ là hai cái định nghĩa, tất nhiên mình dùng định nghĩa mình tính cũng được nhưng mà nó hơi vất vả. Thường người ta dùng cái định lý, đây là định lý mà thầy không phát biểu dưới dạng định lý mà thầy cho như là một cái công thức mà các em phải nhớ luôn. Còn chứng minh nó cũng rất là đơn giản, chứng minh công thức ba này cũng đơn giản, các em sẽ thấy ở một số các sách giáo khoa. Đấy. Như vậy tiếp tục nhá. Như vậy là đây là công thức chung, công thức chung của cái định lý nhá. Công thức chung của cái định lý tức là trung bình bình phương trừ bình phương trung bình. Còn bây giờ với tìm phương sai của một cái hàm của biến ngẫu nhiên x thì cũng giống y chang như vậy, giống y chang như công thức bảng ở trên, thì nó chính là đây là
Đây là gì? Đây là bình phương. Đây là trung bình của bình phương nè các em. Đây là giá trị nè, giá trị bình phương này. Trừ bình phương trung bình. Đúng vậy. Phải không các em? Vậy là ta chẳng qua là ta thay cái x bằng cái phi x là xong thôi. Đúng không nào? Thay cái x bằng cái phi x là xong. Đó. Dạ. Như vậy là mấy công thức này ta nên nhớ. Ta chỉ cần nhớ một cái thôi các em. Nhớ cái bàn này. Ta suy ra được cái phương xa của cái hàm biển nhiên. Còn hai cái này định nghĩa thầy đã nhắc lại. Đôi khi có những cái nào đơn giản thì mình dùng định nghĩa mình làm. Còn trong những trường hợp phức tạp thì mình dùng cái công thức định lý này đây. Định lý bàn này. Bình phương trung bình của bình phương trừ bình phương trung bình nhá. Rồi, ta sang cái vấn đề khác nhá. Thì đây là rời rạc. Tất nhiên ở đây cũng là liên tục, ta thiếu một cái liên tục thì thêm cái định nghĩa đây trên này rời rạc, dưới đây liên tục. Cứ nhớ là rời rạc là sigma mà liên tục là tích phân. Ha, và biểu thức của nó là tương ứng như nhau. Đúng không các em? Ta sẽ định nghĩa thế nào là độ lệch tiêu chuẩn, hay người ta còn viết tắt là độ lệch chuẩn. Độ lệch chuẩn chính là gì các em? Chính là sigma của x. Hồi nãy mình gọi là sigma bình của x. Bây giờ sigma của x có nghĩa là phải lấy căn bậc 2 của cái va x thôi các em. Tại vì hồi nãy các em thấy là phương sai được định nghĩa là gì? Phương sai là giá trị sai số giữa xy và cái trung bình của x. Ta bình phương lên. Ta bình phương lên. Và bây giờ ta muốn là lấy cái sai biệt thực sự của nó thì ta phải lấy căn. Đúng không các em? Đó. Và ba ký hiệu này là ký hiệu của độ lệch tiêu chuẩn. Độ lệch tiêu chuẩn hay độ lệch chuẩn nhá. Công vài sách gọi là độ lệch chuẩn. Và đây là C. Sang một khái niệm khác thì người ta thường người ta cũng có những cái định nghĩa thêm cái này nữa, một ký hiệu nữa là C. Ở đây là standard error, tức là sai số chuẩn. Ở cái phần kinh tế lượng các em sẽ thấy người ta dùng cái này nhiều hơn, nhưng mà trong phần xác suất thì ta sẽ dùng cái này. Độ lệch tiêu chuẩn hay là độ lệch chuẩn. Bây giờ ta có cái mệnh đề sau. Những cái mệnh đề như vậy các em nhớ để ta làm toán. Mệnh đề thì phát biểu dưới dạng định lý thì ta có thể tìm ở các chứng minh ở trong sách giáo khoa. Mệnh đề là kỳ vọng của một cái biến ngẫu nhiên như vậy. B là số, x là biến ngẫu nhiên, c là số, y là biến ngẫu nhiên, d là số. Thì kỳ vọng của một cái biểu thức bx cộng c cộng d nhá. Thì cái b nó có quyền mang ra ngoài, em b mang ra ngoài, và cuối cùng là e mang vào trong là x, c mang ra ngoài, e mang vào trong là ei cộng d, với mọi b c d thuộc r. Cái này nó cho ta cái tính chất gọi là gì các em? Trong đại số tuyến tính gọi là tính chất tuyến tính, đúng không? Tính chất tuyến tính của kỳ vọng, tuyến tính của kỳ vọng, à, tuyến tính của kỳ vọng, tức là hệ số ta có quyền mang ra ngoài nhá. Còn ở đây kỳ vọng của D tất nhiên là ED, mà D là số, ED có nghĩa là kỳ vọng của cái D, mà D thì nó là hằng số, mà hằng số thì không có biến đổi gì cả, thì kỳ vọng của nó về lâu về dài cũng chính là nó, trung bình cũng chính là nó, phải không nghe? Như vậy là kỳ vọng của hằng số luôn luôn là một, hằng số chính nó cố định luôn, đúng không? Như vậy là ta nhớ cái mệnh đề thứ nhất, tính chất tuyến tính của kỳ vọng nhé. Tính chất thứ hai, xy là hai biến độc lập với nhau. Hai biến ở chương 1 ta đã học là biến cố, hai biến cố độc lập là gì các em? BA nhân B bằng BA nhân BB, đúng không? Tức là xác suất của tích thì bằng tích của xác suất. Ở đây ta cũng gặp một cái định nghĩa tương tự như vậy các em ạ.
Đây thực ra là định lý XY mà độc lập thì kỳ vọng của tích bằng tích hai kỳ vọng, và ta chỉ có một chiều suy ra thôi. Cái này là định lý nhá. Thì nhắc lại đây là định lý, hai XY là hai biến cố độc lập thì ta suy ra được cái điều này, nhưng điều ngược lại không không có, không phải lúc nào cũng đúng, cho nên thầy ghi như vậy. Vậy là hai cái tính chất này là hai cái tính chất mà thầy phát biểu trong mệnh đề. Ta sang tiếp tục một cái về phương xa, đây là kỳ vọng thôi nhá. Bây giờ ta sang đến phương xa, nếu xy độc lập luôn nhá, ở đây là thầy phát biểu nếu xy độc lập thì ta có kỳ vọng của tích bằng tích hai kỳ vọng. Còn nếu xy trong chương 2 này ta chỉ đề cập đến xy là nếu hai biến cố, hai biến ngẫu nhiên phải là liệt, phải là độc lập thì ta mới có cái công thức xanh này. Phương sai của bx cộng c thì b nó khác với cái trên, b ở trên thì ta mang ra ngoài b bình thường, nhưng mà ở đây ở dưới này ta mang ra ngoài ta phải có bình phương b bình phương các em. Ở đây c cũng vậy, c bình phương. Sang đến chương sau nữa thì công thức này nó sẽ bị biến đổi. Thì ở đây ta chỉ biết là với xy độc lập thì ta có thêm cái công thức về va là như vậy nhá. Đó, tức là b chuyển sang ngoài, nhớ là đây là va là nó có bình phương, cho nên ta mang ra ngoài cái va này ta phải bình phương nó lên nhá. Bây giờ ta sang thí dụ này. Thí dụ này hiển nhiên các em ạ, nếu cho y có cái gì? Có cái này. Có hai cái đặc trưng này đây. Đặc trưng thứ nhất là thầy dùng ký hiệu này có nghĩa là kỳ vọng của y chính là bằng mu nhá. Và phương sai của y chính là sigma bình. Thì ta dễ thấy biến ngẫu nhiên này nè. Y trừ mu có hai cái đặc trưng. Hai cái đặc trưng của nó là gì? Kỳ vọng của mi y trừ mi là bằng không, và phương sai của y trừ mi bằng sigma bình. Ta ráp vào mấy cái công thức ở trên các em ạ, à, đúng không? Ta ráp vào công thức này. Giờ ta muốn tìm mi, tức là muốn tìm kỳ vọng, tức là e của y trừ mi thì ta sẽ bằng e của y trừ cho e của mi, đồng ý nghe. Đó. Mà e của y thì chính là bằng mu à, mà e của mu, mu là hằng số rồi, e của mu chính là mu, vậy mu trừ mu chính là bằng không à, bằng không. Và bây giờ va của anh này, va của y mang ra ngoài thì cái hệ số đây vẫn là một, thì chính là bằng va của y thôi, mà va của y chính là sigma bình. Còn va của mu là bằng gì các em? Va của hằng số thì bằng gì các em? Hằng số là hằng số, mà va có nghĩa là độ sai biệt. Hằng số thì làm gì có sai biệt, cho nên va của hằng số là bằng zero. Chính vì thế sigma bình trừ zero thì nó vẫn là sigma bình. Vậy cái này là hiển nhiên, và cái này các em tưởng tượng nó giống như là phép đổi trục. Phép đổi trục đang là trung bình của nó là mi. Bây giờ y trừ mi thì cái trung bình của nó lại lui về zero, đúng không? Phép đổi trục trong hàm số ta đã học ở lớp dưới nhá. Ta tiếp tục nào. Như vậy là hai cái này thầy mới chứng minh đây, e của y trừ mi chính là cái này nhá. Thầy mới chứng minh bằng miệng, bây giờ thầy chỉ biết biểu thức thì nó cụ thể là như vậy. Ta sang ví dụ một nào. Ví dụ một là như vậy. Cho cái bảng phân phối xác suất có tất cả là 5 giá trị các em. 5 giá trị. 2, 3, 4, 6, 7 và xác suất tương ứng là như vậy. Ta nhớ lại bảng phân phối xác suất phải là cái hàng dưới luôn luôn là hệ xác suất đầy đủ, đúng không các em? Cộng lại ta phải thấy luôn luôn bằng 1. Giờ tính cái gì nào?
Giờ bắt đầu tính nè, ta hỏi tính ax thì nó là mấy, 3x của nó là mấy, sigma x độ là tiêu chuẩn, độ là chuẩn, và e của cái hàm x3 của nó là mấy, median của x là mấy, và xác suất của x trừ ex trị tuyệt đối của nó nhỏ hơn 2 là bằng bao nhiêu. Vậy là ở đây có rất nhiều câu hỏi nha, 1 2 3 4 5 6 6 câu hỏi. Giờ ta giải hoàn toàn bằng công thức nha, bằng tay thôi. Rồi tí nữa thầy sẽ chỉ cho cách sử dụng máy tính bỏ túi. Em chỉ cần bấm ta có kết quả. Nhưng trước khi bấm thì ta cũng phải biết cách làm bằng tay, hoàn toàn làm bằng tay thủ công nhé. Giờ ta làm đầu tiên, ta tìm ax này. Ax trung bình của x hay là kỳ vọng của x chính bằng giá trị nhân xác suất cộng lại tất tần tật. Giá trị nhân xác suất cộng giá trị nhân xác suất cộng giá trị nhân xác suất. Đây, như vậy là ta cộng 5 cái số hạng mà mỗi số hạng là giá trị nhân xác suất vào, ta cộng lại. Cái này ta có thể bấm máy, bấm máy bình thường 2 nhân 0.1 cộng 3 nhân 0.2 nhá. Ta bấm máy bình thường thôi mà ta ra được là cuối cùng là 4.6. Như vậy là đây chính là kỳ vọng của cái biến ngẫu nhiên x được cho trong cái bảng phân phối xác suất này. Vậy câu thứ nhất ta đã làm được rồi nhá. Câu thứ hai, ba ba ở đây thì ta có thể dùng định nghĩa, nhưng mà đây thầy có thể dùng cả định lý nữa các em ạ. Như vậy là thầy phải dùng định lý thôi, dùng định lý cho nó nhanh, dùng định nghĩa thì cũng được. Tại vì ở đây định nghĩa thì các em tự về nhà kiểm tra nhá. Các em cộng là 2 là cộng tất tần tật 2 trừ cho 4.6 tất cả bình phương nhân với 0.1 cộng cho 3 trừ cho 4.6. 4.6 là ex đó các em. Tất cả bình phương nhân 0.2 đấy, cứ thế như vậy các em cộng lại thì cũng ra. Nhưng ở đây thầy sử dụng cái công thức về định lý. Ta sẽ sử dụng công thức là gì? Trung bình của bình phương trừ bình phương trung bình ta có rồi. Ở đây là trung bình rồi đó, ta bình phương lên là xong. Còn ở đây ta phải tìm cái trung bình của bình phương. À, đây là hàm của x bình thì như thầy đã nói. Thì ta cứ lấy giá trị ta nhân với xác suất là xong. Mà giá trị đây nhớ là x bình phương, tức là 2 phải bình phương nhân với 0.1 cộng 3 bình phương nhân 0.2 vân vân cho đến 7 bình phương nhân 0.2. Thì cái này tôi cũng bấm máy bình thường thôi, bấm máy thủ công mà ta ra được là 24. Và như vậy cái phương sai của ta theo đúng cái định lý mà thầy đã nói, bình phương trung bình, trung bình bình phương chứ trừ bình phương trung bình. Như vậy 24 ta vừa tính xong, ta ráp vào cái trung bình của ta có là 4.6, ta bình phương lên vậy cuối cùng là 2.84 nhá. Cái này thầy nghĩ các em đơn giản, các em có thể nghe rồi xong các em được em thử nhá. Thì dễ dàng thôi. Và cái câu hỏi thứ ba thì đây là độ lệch tiêu chuẩn, thì ta lấy căn bậc 2 của 2.84 là xong. 2 chấm căn bậc 2 của 2.84 nhá. Thì ra là 1.685. Đấy. Bây giờ ta tìm đến cái câu số 4, tức là kỳ vọng của một cái hàm lý thứ ba x lý thứ ba. Vậy ta cũng tìm giá trị nhân với xác suất là xong đúng không các em? Giá trị nhân với xác suất. Mà trước khi tìm cái này thì đây thầy đã tìm cái median của x. Tại sao là bằng 4 các em nhỉ? Median của x tại sao bằng 4? Ở đây á, nhớ median là giá trị trung vị, tức là vị trí giữa. Median là vị trí giữa đúng không? Ta nhìn lên đây, ta thấy vị trí giữa của nó là số 4. Mà có chắc hay không? Bình thường mình cứ đoán cái median là cái vị trí ở giữa. Rồi rời rạc thì ta sẽ dùng cái demo ta cộng bên trái cộng bên phải. Nếu mà tương ứng mà hai cái xác suất hai bên tương ứng bằng nhau thì chính đó là median nhé. Thì ở đây ta xem nè, số 4 này có khả năng lắm đúng không? Số 4 này có khả năng là median. Thì ta cộng bên trái ta thấy là 0.3 cộng bên phải của số 4 là 0.4. Vậy là hợp lý quá rồi.
đúng không? Giờ ta thử số 3 coi sao. Số 3 thì không thể nào được. Số 3 bên trái 0.1 mà bên này là 3 số cộng lại là 0.7 là quá. Không chấm số 6 cũng không được các em. Số 6 bên phải của nó là 0.2 mà bên trái của nó là 0.6, quá lệch. Như vậy đây chắc chắn là median của nó là chính là số 4. Thầy đã nhắc lại median của cái rời rạc là các em phải đếm thôi, đúng không? Em phải đếm, không có dùng công thức nhé, không nên dùng công thức ở đây, đếm. Và bây giờ ta tìm cái câu cuối này đây, câu cuối. Còn câu AX3 có thể là mấy em sẽ về nhà mấy em suy nghĩ nha, tính toán đơn giản thôi như nãy thầy nói nha. Bây giờ ta tìm đến cái câu số cuối cùng, cuối cùng đây. Ta muốn tìm cái giá trị xác suất x trừ cho x mà trị tuyệt đối của nó nhỏ hơn 2. Cái x ta đã biết rồi phải không các em, chính là 4.6 đúng không? X trừ 4.6 trị tuyệt đối nhỏ hơn 2. Giờ ta phá vỡ cái dấu trị tuyệt đối bằng cách là ta cộng, ta trừ hai bên với 4.6. 4.6 cộng 2 thì là 6.6, mà trừ là cho 2 thì ra 2.6. Và như vậy ta lại đếm ô. Thì nhắc lại là tìm xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc, các em cứ đếm ô là xong nhá. Không nên dùng công thức, dùng công thức ta sẽ dễ bị lộ. Như vậy đây là gì? Giờ là x lớn hẳn hơn nè 2.6 và nhỏ hẳn hơn là 6.6. Nhỏ hẳn hơn 6.6 là nó nằm ở đây rồi. Lớn hẳn hơn 2.6, 2.6 nằm ở đây. Vậy chẳng qua là ta vét. Vậy ta chỉ trong cái này chỉ có 3 số hạng này ta cộng lại thôi. 0.2 cộng 0.3 cộng 0.2 chính là 0.7. Đúng không các em? Cộng 3 số này cộng lại, ta đếm ô thôi. Ta không cần phải dùng công thức. Ở đây nếu mà ta dùng công thức là gì? F của 6.6 trừ cho F của 2.6. Nó chết lại phức tạp nữa, phải không các em? Giờ ta đếm ô. Ta đã có bảng phân phối xác suất, giờ ta cứ đếm ô. Do cái dấu lớn hơn hay nhỏ hơn, ở đây phải phân biệt cả dấu lớn hơn và nhỏ hơn. Còn trong trường hợp mà biến liên tục thì ta không phân biệt, ta dùng cái tích phân của hàm mật độ, hoặc là ta dùng FB trừ FA, F lớn á, F lớn B trừ F lớn A, mà F chính là hàm phân phối. Thì cái đó thì liên tục ta đã đề cập sau này, trong những thí dụ thầy cũng sẽ đề cập tiếp tục. Ta tiếp tục nhá các em. Như vậy thầy nhắc lại, như vậy cái AX3 đó các em về nhà các em tính toán nhá. Bây giờ cũng với cái bảng phân phối xác suất ở trên, nhưng mà cho dưới dạng tần số các em ạ. Cho dưới dạng tần số là như vậy. Ví dụ giá trị 2, giá trị 2 xuất hiện một lần, giá trị 3 xuất hiện 2 lần, giá trị 4 xuất hiện 3 lần. Đấy, tương ứng thì cái px của nó chuyển sang px thì các em biết nó chính là cái 0.1, 0.2 cộng lại là 1 đó các em. Như vậy là đây là dưới dạng tần số, có thể là trong bài toán người ta kêu là x cho 5 giá trị như vậy và tần số xuất hiện của số 2 là số 1 một lần, tần số xuất hiện số 3 là 2 lần, vân vân, tần số xuất hiện của số 7 là 2 lần. Bây giờ ta muốn tìm cái bảng phân phối xác suất của nó thì ta cộng tất tần tật cái này lại nhá. Cộng lại nè, cộng lại mấy cái tần số này là 10 đúng không các em? Người ta chia 1 ta chia 10, 2 chia 10. Đấy. Thì ở đây nó ra là cái bảng phân phối xác suất. Còn nếu ở đây là những cái số cộng lại mà nó khác, ví dụ nó là 20, 30 gì đấy, thì các em cứ lấy từng con số các em chia cho cái tổng của nó thì ra là cái xác suất, đúng không? Và như vậy thì chuyển sang mà tần số đó thì cái công thức kỳ vọng của nó chính là ký hiệu x gạch, và nó sẽ bằng sigma x chia n. Sigma x chia n ở đây mình có thể lý giải ngay là cộng tất tần tập giá trị nhân với xác suất, mà xác suất ở đây chính là một chia n, xác suất của một chia n. Cộng tất cả các giá trị lại, các giá trị x là đây 1, 2, 3 đấy nhá. X ở đây là các xi,
x ở đây là các cái chữ ở đây nhá. Và ta chia cho một nhân một phần n, tức là chia cho n. Và phương sai của nó được tính nếu qua cái công thức tần số thì ta được tính là cái này, x y trừ cho x gạch tất cả bình phương chia cho n. Thì nhắc lại ở đây là các x y nhá, ở đây là x y các em ạ, nhá. Ở đây là x y là các giá trị, còn ở đây là n là tần số, ở đây là số 10 thôi các em. Ở đây n là chính là tổng của nó, n là 10. Và cái này là chính là định nghĩa nè các em, giá trị nhân với xác suất. Giờ ta chuyển sang định lý, ta cũng có công thức tương ứng, tức là gì, trung bình của bình phương trừ bình phương trung bình. Ta nhân vào đây n là mất nè, đây chính là bình phương của trung bình. Ta nhân cái 1 trên n vào cái này thì đây chính là bình phương trừ bình phương trung bình. Còn cái này để số n vào đây chính là giá trị trung bình của x bình, à đúng không? Vậy là nếu mà với tần suất thì hai công thức này rất là hữu hiệu, ta sử dụng trong máy tính nha. Và bây giờ thầy, như hồi nãy thầy đã nói, bây giờ thầy sẽ chỉ cho cái cách bấm trong máy tính nha. Thì máy tính các em có thể dùng ISO 570 MS, nhưng mà hiện nay có một máy tính mà các em nên mua, đó là máy tính VN 570 MS. Máy tính này giải được các đại số tuyến tính về bậc 4, phương trình bậc 4. Và hiện nay nó cũng khá rẻ, được Bộ Giáo dục cho phép mang vào. Thì với cái này mấy em có thể sử dụng được với những cái toán cao cấp khác nữa cơ, ngoài cái xác suất thống kê thì sử dụng được rất nhiều, nhất là về đại số tuyến tính, phương pháp tính, có thể lập trình được. Bây giờ thầy sẽ làm từ từ nha, display lên trên màn hình một cái từ từ cho mấy em ghi lại. Và đây là cái công cụ cần thiết để mấy em tính toán trong phòng thi cực nhanh. Tất cả những cái số mà nãy giờ chúng ta tính toán á, bằng tay đó, thì em về các em thử lại xem nó có đúng với cái giá trị mà display ở nãy trên bảng trên màn hình không. Và thầy sẽ bài sau, vì cũng đã gần hết giờ rồi các em ạ, bài sau thì thầy sẽ chỉ cho các em, thầy lấy lại cái thí dụ này và thầy sẽ làm rất từ từ ở trên màn hình để cho em nắm các thuật toán tính toán trong máy như thế nào. Rất cần thiết các em ạ, tại vì đi thi mà các em không có máy thì giống như là gì các em, một chiến sĩ ra đánh trận mà quên súng, cho nên là phải có máy tính. Mà thầy nhắc lại là với cái máy này nè, hiện nay nó rẻ ở thị trường, nó rẻ hơn cả cái máy Casio 570. Mấy em nên mua máy này để mấy em làm các bài toán của thầy thì nó thích hợp hơn, tại vì thầy display ở trên màn hình là bằng cái máy này, cho nên là các em nên có để thực tập trong lúc thầy giảng dạy. Vì thời hạn cũng hết, cho nên là thầy nhắc các em là hôm sau thầy sẽ nói lại cái đề bài và thầy sẽ cùng các em sử dụng máy tính bỏ túi nhá. Và thêm công cụ về sau nữa, các em phải sử dụng cả Excel nữa các em. Excel hiện nay là rất là thông dụng, Microsoft Office rất là thông dụng. Công cụ đó cũng giúp ta minh họa, thí nghiệm những cái thí dụ. Và bây giờ cũng đã hết giờ, thầy thân mến chào các em, thầy hẹn các em ở bài sau.